Alo, alo à, Cúc xin thằng ái mến chào toàn thể đại gia đình của mình à, Hôm nay Cúc gửi đến cho đại gia đình mình một cái mẫu chuyện này Một mẫu chuyện có thật ngoài đời thật Và nó mới xảy ra, nó mới xuất hiện ở tháng 5 2021 này luôn nghe đại gia đình Cái câu chuyện này nó thật là chéo ngoe, hài hước và hiểu lầm với nhau á Cho nên nó cũng khá là thú vị Thì cái mẫu chuyện này Tấm Cúc vừa nhận được của một chú ở ngay cái khu vực xảy ra cái mẫu chuyện này luôn thì cúc cũng thấy rất là là tí tí nên muốn kể lại cho đại gia đình của mình cùng nhau nghe cho nó vui ha thì cái mẫu chuyện hôm nay như thế này là coi như là à, hiện giờ ở đó là người ta giống như à, xã là ba xã thì thu gọn lại còn một xã giống như là tập hợp lại đó thì cho nó 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 gọn lại hay sao đó là ba xã thì xác nhập lại thành một xã thì nó kéo theo là ba trạm y tế của ba xã đó thì nó cũng là xác nhập lại thành một trạm y tế đó, thì cái trạm y tế này á là có một cái cô này, cô này là chuyên về là coi như là cấp phát thuốc rồi là kế hoạch hóa gia đình, giống như là phát thuốc rồi phát bao bao cao su đó hay là gì để cho kế hoạch hóa gia đình thì đầy đủ hết nhưng mà cô này rất là đẹp. Cô này rất là đẹp thì cũng như là cái cái tiếng đồn xa là ở cái trạ xã đó có cô này là giống như là à, cổ đẹp cổ duyên dáng quá cho nên là cũng được nhiều cái nghĩa là chàng trai đồ đó là thích thú đó cho nên là những cái bà vợ khác thì người ta nghe vậy thì người ta có hơi ghen ghen trong cái cái lòng người ta người ta ghen dữ lắm dạ yeah. đó thì đến một ngày là coi như là xác nhập là ba ba cái trạm y tế về một chỗ thì lúc này là mấy là chuyển đồ đó để gia đình chuyển thuốc rồi chuyển những cái dụng cụ y tế đó những cái này kia đó thì để mà tập trung lại cho một cái 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 trạm y tế mới thì những cái đồ lặt vặt thuốc men nãy kia thì phải phải bỏ vô trong một cái bao gọi là bao tải đó cái bao tải là bỏ vô đang cho nó gọn đang mà bỏ lên xe đang di chuyển cho nó gọn thì bỏ vô đó là tấm mấy bao lăn bỏ lên bao tải đang mà đem về cái trạm y tế mới thì khi mà về tới cái trạm y tế mới để mà phân phát ra thì sắp rồi lên hết thì cô này cũng là coi như là cô này có ở trực cái đó đó để cô cấp phát thuốc đó thì cô cũng có ship mấy cái bao đó cắt đó thì ở cái khu vực này ở cái chỗ cái trạm y tế mới này là có hai vợ chồng của cái anh này anh này là coi như là hai vợ chồng của anh này có tới bốn đứa con rồi bốn đứa con rồi cho nên bây giờ là quyết định là phải kế hoạch quá gia đình thôi chứ nếu mà mình kiểu mà vợ chồng mà sinh hoạt tự do thì thế nào cũng bị dính bầu cũng xanh đẻ nữa làm sao cho nên là hai vợ chồng mới quyết định là đến cái trạm y tế để gặp cô này là là xin cái cái kế hoạch quá gia đình có nghĩa là xin mấy cái bao bao cao su để về mà sử dụng để uh, tránh thai đó thì cái bà vợ của cái anh chàng này là gọi là gan nghe nghe nói là cái cô này cổ về cổ đảm trách là phát thuốc phát bao rồi đó thì cô này cổ gan có nói là cô này cô phát thuốc là cô đẹp lắm cổ đẹp là nghe nói là do như là nhiều người mến cổ mê cổ lắm cho nên cái bà vợ này bà không có chịu cho chồng đi thì ông chồng này ông nói có gì đâu đi lại xin xin thuốc xin bao thôi có gì đâu mà gan cho nên ổng cũng há lết rồi ăn ông xin ta ông nành há ông lại ông xin cổ mà cháu mẹ chỗ này là đại gia đình là khi mà anh chàng này nè ảnh đi lại ảnh ảnh kêu với cô này là cho ông xin mấy cái bao thì ổng mới lại ông mới nói là cô cô là cô cho tôi là xin mấy cái bao thì cái cô này cổ cũng đâu biết gì đâu cổ tưởng đâu là ổng xin mấy cái bao để về ổng đựng chim cò gì mà ổng nuôi á cái khu vực người ta nuôi nhiều chim cò mà cho nên là à, cổ thấy gì có mới hỏi là à, anh xin mấy cái bao về để anh anh đựng cái gì cái đầu ông này ổng mới nói là tôi xin mấy cái bao về để mà tôi đựng chim ổng có thể ổng nói đựng chim của ổng nhưng mà cô này có nghe có tưởng đâu là đựng về chim cò mấy con chim mấy con dơi rồi đó cho nên cô mới nói là hãy nhớ lại bữa hổm mình dọn cái cái mấy cái đồ dụng cụ mà y tế thuốc mẹ này kia đó mình có bỏ vào trong mấy cái bao tải đó thì mấy cái bao đã giặt đã 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 để trên đây rồi thì bây giờ anh này anh xin mấy cái bao về anh đựng chim thì cho nên cô này có mấy đi vô có nói ờ ừ, về anh đợi tương chút thì cô mới đi vô có lấy mấy cái bao đó đó là có mới xếp gọn lại cổ cột rồi lại găng nắp lắm thì khi mà khách khước nào mà người ta lại người ta cấp phát thuốc rồi đó đông quá thì cũng không có để ý gì nhiều cũng không có hỏi thăm gì nhiều nên cổ quắn lại cổ mới ra cổ mới đưa cho anh này cổ mới nói là bao này là bao tốt lắm này nghe anh anh về anh xài là là là, là coi như là anh có thể giặt lại anh dùng lại được nữa đó bao này bao tốt hả à? thì cái ông này cũng nghe như vậy thì nào giờ là cái kiểu mà người ta không có kế hoạch với gia đình người ta đã sanh tự do người ta đâu có biết đâu cũng ổng cũng không có để ý nữa ổng tưởng đâu là gói mấy cái bao cao su ở trong cái bao đó hay là cái gì đó trong cái bọc đó đó thì ổng mới đi về thì khi mà ổng đi về thì bắt đầu đợi tới tối nha tới tối cái ổng mới là cái tính làm cái chuyện đó với vợ là ăn ái với vợ thì cũng tính đem bao ra để mà sử dụng thử coi như thế nào đó thì mà khi mà là ổng với vợ là coi như là chuẩn bị rồi là vợ rồi cũng chuẩn bị ổng cũng chuẩn bị thì ổng mới lấy cái bao đó ra ổng mới mở dây ra ổng mới mở ra hết đó thì bắt đầu là thấy là coi như là ổng cầm cái bao lên cái bao bự cái gì tự nhiên bao bố ổng tưởng đâu là cô này cô bỏ cái, cái 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 mấy cái bao nhỏ ở trong cái cái bao này cho nên là ổng mới lấy ổng chổng cái đít xuống ổng vũ vũ thì cái cô vợ của nằm đó cô nằm đó cô quay là cô thấy cái bao bự quá cái cô đầu cổ hả cổ dãy lên cô la làng lên Cô nói đó thấy chưa em nói rồi, em nói là cái cô đó cô đẹp mà cổ có ý đồ bây giờ là cổ phái anh hay gì đó bây giờ cổ lấy cái bao này về á bao bố này nè là cổ có ý định là cổ muốn giết em hay gì đang bỏ vô cái bao này không được bây giờ là quậy lên bắt đầu là cái cô vợ này cô thấy gì cổ thấy ông vũ vũ cái bao bự hoài đó cổ chạy xuống chạy xuống cổ chạy lên trên xã chạy lên báo cáo với công an xã là bây giờ là coi như là cổ là báo cáo là cái cô này là thông đồng với chồng cổ tính giết cổ cho nên mới đưa cái bao là bao bao bố thờ đó về thì cái cô này cũng la quá trời thì lên báo cáo với làng xã hết làng nước ơi bây giờ là chồng tôi với cô đó tính giết tôi đó cho nên ở trên kia là bắt đầu là mấy cử là coi như là công an hay là địa phương rồi đó đi xuống tới đặng mà coi điều tra coi cái vụ gì mà cô này cổ lên của la làng vậy thì ở trên đó người ta mới xuống người ta mới điều tra thì điều tra hỏi cái anh này và hỏi luôn cả cái cô mà phát cái bao thì cái cô phát bao với cái anh chàng này cũng thực là y như vậy à anh chàng cũng thực là bây giờ đi lên xin mấy cái bao để về mà đựng chim vậy đó thì cô này có đưa mấy cái bao vậy đó thì cái cô này có mới nói là anh nói là xin mấy cái bao đựng chim tôi nghĩ là đựng mấy con chim mấy con cò đồ đó con dơi con chim đồ đó cho nên tôi mới cho mấy cái bao búa tờ này mấy cái bao bự đựng đồ này đặng anh về anh đựng vô tôi còn nói là nó tốt lắm anh nó thể giặt lại sử dụng được vài lần đó mà anh về anh đâu biết đâu <laughs> cho nên là lên xin cái bao cao su mà cuối cùng thành cái bao đựng chim đó là về đó là coi như là mở ra là tìm cái bao cao su ở trong cái bao này không có vũ vũ gì nè khi mà cô vợ cô thấy là cô đang trong cái đầu cổ có suy nghĩ là ghen là cô kia của đẹp quá là là coi như là có ý đồ với chồng cổ đó ông chồng này cũng đẹp nữa cho nên là coi như là ghen tương rồi chạy lên là báo cáo với làng xã là bây giờ là chồng tôi với cái bà cái, cái cô đàn chạm y tế là thông đồng tính giết tôi <laughs> cho nên đã cho anh xuống làm gần cuối cùng là hiểu lầm với nhau đó thì đại gia đình mình thấy nó có một cái sự chéo ngoe éo le rõ ràng luôn thì cái câu chuyện này là câu chuyện có thật nha đại gia đình của các chú ở địa phương đó luôn mới gửi cho tấm cúc ở ở địa phương này là ở ngoài ngoài bắc chứ không phải là ở ngoài miền ở trong miền nam mình mà là ngoài miền bắc thì cúc cũng thấy câu chuyện cũng khá là thú vị khá là hấp dẫn ngộ á thì nên kể lại cho đại gia đình mình nghe à, cúc thì xin chúc cho đại gia đình của mình lúc nào cũng vui vẻ và thật là nhiều sức khỏe và đại gia đình mình có những cái mỗi chuyện vui thì xin gửi về cho tấm cúc qua địa chỉ email nguyễn kim cúc một chín một một tám một a gmail com hoặc là qua số phone thì không chín bảy chín bảy tám chín tám cúc xin cảm ơn à, và xin hẹn gặp lại đại gia đình mình vào ngày mai À, hôm nay Cúc để cái mít ngay cái cây uh, lưỡi hổ nữa Hy vọng là kể uh, chuyện vẫn nghe rõ cho đại gia đình của mình nghe ha à, Em uh, xin chào và xin hẹn gặp lại à, Cảm ơn cái mẫu chuyện của uh, chú ở ngoài phú thọ nói cho Tấm Cúc nha à, Cúc xin uh, hẹn gặp lại vào uh, chương trình tiếp theo Em xin bye bye